Riêng về đơn vị chúng tôi là mỗi một đại đội có 4 khẩu pháo này. Mỗi khẩu pháo là phải biên chế từ 70 đến 90 người mới kéo cổng nó. Nó 2 tấn 4, mà hơn nữa là qua những cái đường xá nó quanh co lầy lội, rồi thì chân đèo chân dốc như thế, rồi suối nọ suối kia, rồi bãi lầy, vì anh em kéo vào 9 ngày đêm mà có 14 cây số thôi. Nếu mà tìm hiểu rộng rãi hơn, trên thế giới này không có một quân đội nào mà kéo khẩu pháo hạng 2 tấn 4 mà leo núi cả. Thế chỉ có quân đội Việt Nam.